mình thánh trí cũng nhờ một tay gươm của tướng quân ngang dọc giữa biên thùy. Ta chưa kịp đền đáp ơn sâu sao đã dội giá từ. Nếu tướng quân chết đi thì giang sang này sẽ mất, mà hoàng hậu cũng lọt vào tay kẻ chế ngự quyền uy. Non sông này chẳng phải của riêng ta, và hoàng hậu rồi cũng là của chung thiên hạ. Vua này đổ thì có vua khác lên ngôi cứu ngủ, bởi ta chẳng có hoàng nam đế kế gì ngay. Tâu thanh thượng, thần trọng nghĩ thanh thượng còn sống lâu trăm tuổi thì vội lo gì chuyện tìm người kế vị giữa viền mũi giang sơn. Phải, phải rồi. Ta còn có thể sống lâu hơn nữa, nhưng cái tuổi về già sợ không còn minh mẫn để lo việc kiều chánh lúc lâm nguy. Cái tuổi về già thói thường sinh lực cũng bị giảm suy, nên ta thấy tội nghiệp cho hoàng hậu đang thời son trẻ, mà ta thì chẳng có bao giờ ích kỷ khi biết mùa xuân đã bỏ đi không một tiếng giả từ. Nên ta đã chọn cái tướng quân là người kế vị thay ta, cùng một lúc hai chiếc ngai vàng để tướng quân ngự trị. Dạ muôn tâu, nếu được thánh quân nhỏ phước, thần không dám chối từ, nhân chỉ nhận một ngôi vương. Không, không thể được. Trẫm xuất ngôn như ba thạch, nói ra rồi thì bố ngựa khó theo. Tướng quân ơi, trẫm thật lòng lo cho tương lai dẫn nước, cũng như trẫm thật lòng nghĩ đến hoàng hậu, tránh cho nàng cảnh quá mùa cô đơn. Này đây ấn tín và kiếm lệnh của quân vương, và đó là hoàng hậu. Ta trao cho khanh một lúc hai ngai vàng ngự trì. Thôi, dạ biệt. Quân vương, quân vương, trời ơi, quân vương đã băng mình giữa trời đêm bão tố, gió ngựa chìm sâu vào mưa xa, tuyết đổ như vùi chôn một quá khứ xa. Qua người là một vị vua đáng để cho ta kính phục tôn thờ. Hoàng hậu ơi, hãy đưa thần về triều nội, còn sót lại đêm này xin giữ câu nam nữ thỏ thỏ bất thân. Ta với nàng sẽ ngăn cách bởi hai lớp hoàng cung, để suy tưởng một quân vương già nua cũng còn, rồi tự trách mình những tâm hồn son trẻ còn lắm đam mê trong cuộc sống thường tình. Đây, đây là bức tâm thư của thánh quân để lại. Người nói gì, xin hoàng hậu hãy đọc đi. Hoàng hậu, hoàng hậu và tướng quân hãy dâng theo lời dẫn của ta. Hoàng hậu và tướng quân đừng tìm kiếm ta vô ích, vì khi rời khỏi hoàng thành là ta trốn tránh cuộc sống thế nhân. Hãy thật tình yêu nhau, và lấy tình yêu đó mà dung quen giang sơn. Đêm nay lạnh nhưng cung phòng không lành, chắc giờ này các người đang vui câu họ cẩn, còn ta thì vẫn rủi dòng trên thiên lý miệt mài. Ôi một phút yếu lòng thì bây giờ ân hận, thánh quân giờ này chắc dừng cương ngựa ở một thiền môn. Vậy nàng cứ đi theo ước vọng riêng, nàng tôi trả lại ngai vàng tình ái cho vương. Xin giả từ hoàng hậu. Tướng quân,
sao chàng đành bỏ thế?